bức xúc cặp đôi phóng xe máy vượt qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 khi chưa khai báo y tế. Mới đây, nhiều thành viên mạng bức xúc chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động thiếu ý thức của một cặp đôi nam nữ ngồi trên xe máy khi cố tình phóng xe máy vượt qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 mà chưa khai báo y tế. Cụ thể, sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một người dân từ trên cao đã quay lại được khoảnh khắc đôi nam nữ cố tình vượt lên dòng xe máy phía trước, có nhân viên trực chốt đang hướng dẫn các xe tấp vào lề trái để thực hiện khai báo y tế. Dù được nhân viên trực chốt ra hiệu tấp vào lề, nhưng đôi nam nữ bất ngờ phóng xe lao thẳng về phía trước, mặc người nhân viên chạy đuổi theo phía sau một đoạn khá dài. Theo cảnh quay clip, cặp đôi có dừng lại do dự một lúc, cô gái ngồi sau ra hiệu cho bạn trai tấp vào lề. Tuy nhiên, khi nhân viên trực chốt tiến lại gần hơn, thì cặp đôi phóng xe một mạch chạy mất dạng. Bất lực, nhân viên trực chốt lập tức quay trở về vị trí tiếp tục làm nhiệm vụ. Đoạn clip được chia sẻ ngay lập tức nhận về hàng trăm bình luận chỉ trích, lên án hành động vô ý thức của cặp đôi. Hành động thể hiện sự thiếu ý thức trách nhiệm với gia đình xã hội và nhất là đối với bản thân, bắt được phải xử phạt thật nặng làm gương. Nhìn thấy chú nhân viên chạy theo mà đau lòng, cả xã hội đang gồng mình chống dịch lại xuất hiện những thành phần vô ý thức. Khai báo y tế vào thời điểm này là cần thiết và đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người nữa. Cũng không mất nhiều thời gian mà chén cái ý thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.